Smartphone Trung Quốc lấy dữ liệu người dùng trên khắp thế giới. Một quốc gia kêu gọi người dân tuyệt đối không mua năm 2016. Tờ New York Times đưa tin chỉ với một chiếc điện thoại sản xuất tại Trung Quốc giá $50, tất cả tin nhắn của người dùng sẽ được gửi về Trung Quốc sau mỗi 72 tiếng đồng hồ. Các điện thoại thu thập thông tin người dùng này có cả Huawei và ZTE. Năm 2020, nhà cung cấp dịch vụ bảo mật SecureD lại phát hiện ra một trường hợp khác nghiêm trọng hơn. Smartphone của hãng Techno Trung Quốc đã cài đặt sẵn phần mềm gián điệp lên máy Greenstone, trả lời độc quyền tờ Forbes. Hai nhà nghiên cứu bảo mật Gabriel Serling và Andrew Tierney cho biết Xiaomi vẫn thu thập dữ liệu lướt web của người dùng ngay cả chế độ ẩn danh. Các dữ liệu này gồm tất cả đường dẫn URL và truy vấn tìm kiếm được thực hiện trên trình duyệt Mi Browser Pro và Mi Browser. Tính tới thời điểm đó, hai ứng dụng này có hơn 15 triệu lượt tải trên Google Play Store. Xiaomi đã phủ nhận nghiên cứu này, dù rằng sau đó hãng vẫn âm thầm cập nhật phiên bản mới cho các trình duyệt nói trên và ngừng thu thập dữ liệu dùng khi duyệt web ở chế độ ẩn danh. Tháng 5 năm 2021, tờ PCMag lại phát hiện ra một chiếc điện thoại Made in China gửi dữ liệu về nơi sản xuất, đó là ZTRO CS490 có giá $84.99, được bán ở Mỹ và Canada. Gửi dữ liệu địa điểm và Wi-Fi về Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Lithuania mới đây khuyên cáo người dân nước này tránh mua smartphone Trung Quốc theo Reuters. Khuyến cáo này được đưa ra trong bối cảnh các nhà chức trách quốc thuộc vùng Baltic phát hiện nhiều thiết bị công nghệ đến từ Trung Quốc có tích hợp công cụ tự động kiểm duyệt. Trung tâm an ninh mạng thuộc chính phủ Lithuania cho biết các mẫu điện thoại cao cấp được bán ở châu Âu bởi hãng Xiaomi được tích hợp sẵn khả năng phát hiện và kiểm duyệt các từ khóa và nội dung chính trị nhạy cảm với Trung Quốc. Tổng số từ khóa này lên tới con số 449 và liên tục được cập nhật. Tính năng này của Xiaomi 10T 5 giờ đã bị Xiaomi vô hiệu hóa khi được bán ra thị trường châu Âu, tuy nhiên nó vẫn có thể được hãng này vì tái kích hoạt từ xa vào bất cứ lúc nào. Trung tâm này cũng chỉ ra việc điện thoại Xiaomi đã gửi dữ liệu người dùng đã tạo hóa tới một máy chủ Singapore. Một lỗ hổng bảo mật cũng được tìm thấy trong mẫu smartphone P40 5 giờ của Huawei. Đại diện của Huawei tại khu vực Baltic đã phủ nhận các cáo buộc của Lithuania và khẳng định iPhone của hãng này không gửi dữ liệu của người dùng và bên ngoài. Chia sẻ hữu ích nhé!